truyền từ rừng cao suối vong, nghe câu then xin cho quên đường về, dù vẫn vương dâu vương tóc thề, mãi đi chợ xa nari hoa trắng núi ngân sơn đeo giang đàn tình vẫn mang theo. Bên Bắc Cạn mời thay lời yêu thương đây, sao mấy cùng về bởi mình nghĩ tới hồi lòng tông mình tìm cô then mới, chúc phúc cuộc đời nàng tình nghĩa trắng vời. Dây phèo biếu cao ngất trời, bóng núi chơi với sợi thuyền độc mộc, câu then thả mình ba bể đang tắm nắng, thung lũng nà hoa mời nàng tiên nữ xa. Sông gầm reo cô gái giao trong rừng, màu thắm xanh tơ vương khách nhung lụa, anh qua phù thông em về. Alo chị Hạt à? Em Hiền Anh đây, mãi mới xin được cái số qua thằng cháu chị Khiếp gọi cái số kia không được. Chị đang đi gặt hay ở nhà? Đang mấy này đang người đang ốm, đang ở nhà. Đang ở nhà. Bà cũng bảo là tối nay đi ra lấy số của Dũng sang máy mình để lúc mình gọi hỏi thăm ấy. Vâng. Bây giờ nhá, em muốn hỏi là cái nhà xây như thế thì ai là người giám sát, ai là người cầm tiền để chi phí cho cái việc xây nhà? Xây nhà thì cái tiền hôm đấy là các cô đưa cho chị ấy, thì này chị đưa cho cái thằng chở các thứ một ít rồi mà. Không, không đưa tiền cho... em muốn hiểu xem là phải có một người nào chị đứng ra, hay là anh Hoa hay là Dũng hay là ai, phải cái người mà hạch toán lên cái nhà này là bao nhiêu mét này, xong rồi trả vật liệu các thứ là do chị trả hết đúng không? Chị tự giám sát, chị tự ghi vào sổ sách cái gì? Hay là ai giúp? Không, bây giờ là tâm sự thật nhá. Vâng. Vì là làm cái nhà này thì là các cháu là bà nội nó làm cho thì nó cũng ghi công, cháu thì giờ chính đây thì kiểu cứ ghi cũng không được hoạt bát lắm ấy, cho nên cái ghi chép thì cũng không ấy, thì là cháu nó ghi công, cháu là thợ cả đấy, cái đúng là đứa cháu đâu nên nó ghi. Còn thì tiền nong thì chị đến lúc làm xong nó thanh toán là chị giả, mà nghĩa là chị sẽ là người trả gì, trả tiền gì tiền, trả tiền đấy. Thế còn chị trả công nhật à, chứ chị không khoán à? Nha, vì chị tâm sự nhá. Bây giờ nếu mà khoán cho các cháu thẳng mét vuông ấy thì nó nhiều tiền, các cháu nó không thương, nó bảo là thôi công nhật thì các cháu chỉ hơn 300 một công thôi, thì là nó rút và ngắn gọn hơn, ít hơn tiền hơn cho chị, cho cái chín các cháu phân tích thế mà. Vâng, thế bây giờ chị gọi anh ấy, cái anh mà thợ cả ấy, anh ấy đo xem là cái nhà đấy là bao nhiêu mét này, và bây giờ nếu mà anh ấy hoàn thiện tiếp này, mua xi măng này, mua bây giờ chỉ có mỗi xi măng với cát thôi, chứ còn đá thì xong rồi, thế xong chát hết bên trong này, lắp cửa vào này, rồi mua gạch để lát nền nhà này, xong rồi làm cái sân này thì cũng phải láng hết sân cho nó sạch sẽ chứ, đất thế làm sao mà đi lại được. Thế thì hạch toán lên xem là còn thiếu bao nhiêu tiền nữa, và cái số tiền ấy nó đã khớp thì còn thiếu như thế nào để cho em biết. Cảm ơn cô nha. Chứ bây giờ không cứ ù cạc cạc như này. Thế còn tiền 75 triệu mà bọn em đưa là chị cầm, xong rồi mua gạch xi măng rồi cái gì cát kiếc đến đâu là chị cứ trả cho những cái nhà mà đại lý đấy, thì chị là người ghi chép đúng không? Thì là cứ đến đâu là hôm nọ các cô đưa tiền là trước thì là chịu đấy, xong bây giờ con biết đưa là lâm dục ở đấy thì là phải giả luôn rồi, sang luôn tiền gọi cháu lên lấy luôn rồi. Vâng, thế bây giờ còn đấy, dư ra đồng nào không? Không, bây giờ nếu mà còn giả tiền tiền mua tống này, mua các thứ linh tinh ý, là nếu mà giả thì là hết của. Vâng. Thế bây giờ nhá, chị gọi anh ấy lên, xong chị bảo thế bây giờ tôi muốn chát, tôi muốn làm như ý em vừa nói đấy, thì các chú tính cho tôi xem là ướm ướm khoảng bao nhiêu tiền nữa.
Và bây giờ tôi muốn làm nhanh, các chú giúp tôi thì gọi tất cả thợ tập trung làm cho tôi 1-2 tuần nữa cho nó xong hết đi, để tôi còn khánh thành. Khánh thành thì lên em mới tặng cho chị tiền được chứ, Ừ, đúng đúng rồi, không? tôi cũng vậy. Ông thật tặng sự tôi cho cũng sốt ruột lắm, chị, để tôi chị còn lấy tiền, một là trả cho tất cả những cái vật liệu, hai nữa là cho con đi chữa bệnh nó kia đấy, nên chị phải khẩn trương cho em vì là em cũng sắp phải đi công tác đấy. À, thế là thế. Tôi Dạ. bây giờ cháu nó đi làm nó bận, tôi hẹn cô là tối tôi sẽ ra, tôi về khoảng khoảng tối tôi không sẽ ra nhà cái cháu mà sợ cả đấy, tôi sẽ hỏi xong rồi nó ghi chép mà tôi về tôi gọi điện cho cô nhá. Vâng, xem là cái tổng Ừ. diện tích đấy là anh hạch toán lên, ví dụ như 100 mét đúng không? 100 mét mà nhân với 7 triệu một mét đi thì là hết 70 triệu. Thì mình đã có 75 triệu rồi. Thế còn anh còn tính thêm những cái gì nữa thì thiếu bao nhiêu nữa thì để còn biết đường. Đấy, để còn khánh thành cho xong đi. Thế thằng Thiên thì có lịch mùng 9 tháng 6 đi lên bệnh viện Việt Đức khám lại à? Có đi khám không? À, tôi có đâu mà bắt thăm tái thì vẫn phải đi, thì cô nói thật với cô là ngày mai là cháu đi rồi ngày kia là cháu khám, nhưng mà cô ơi, cái nhà này là cháu khởi xướng là cháu động thổ, Vâng. thế thì sao cháu lại phải quay lên xong là cháu để cháu dù nhà xong hay không là cháu tôi phải đi chơi được ngày là phải lên, chứ không phải là tôi mê tín, nhưng mà cô ơi, nhà tôi chồng sức trẻ xong lại con sức trẻ ấy, Vâng. đấy Thế. con lại tai nạn Vâng. nó dập vào không mê tín thì cũng phải mê tín đi cô ạ. À, Vâng, đấy thì chị cứ tính cái ngày nào đi chứ không nhất thiết là phải đúng ngày đâu, vì bác sĩ hẹn thì mình cứ theo cái lịch mà nó loanh quanh những cái khoảng thời gian đấy để mình lên mình khám, chứ không nhất định là đúng phải cái ngày như vậy. Thì em cũng muốn là sẽ gặp bác sĩ để trao đổi xem là tình hình của cháu là nó khả quan như thế nào, mổ tiếp được hay không, hay là không còn cái phương pháp nào khác và coi như là phải sống chung với nó rồi. Thì mà em trao đổi với bác sĩ mà bác sĩ nói là vẫn còn cơ hội thì mình sẽ cố gắng kêu gọi để mổ thêm một lần nữa. Bác sĩ mà trực tiếp đã từng mổ ấy thì bác ấy sẽ nắm bắt được tất cả những cái bệnh tình của em ấy. Bác ấy nói là không còn cái cách nào đâu, thôi bây giờ phục hồi chức năng và phải sống chung với nó, thì động viên em ấy là vui vẻ và mình sẽ tìm một cái công việc nào nó thích hợp cho cái công việc của em ấy, và vui tươi lên, sống khỏe mạnh lên thì vẫn còn đầy người ta yêu thương mà, cao to đẹp trai như thế, nhiều cô gái cô ấy cũng có những cái tấm lòng mà có tình cảm thì cô vẫn đến được hôn nhân, chứ không việc gì mà phải bi quan, đúng không chị? Thế thì rồi, mình cảm ơn cô nha. cứ đến để trao đổi xem, để tìm ra một cái phương pháp giải quyết, và em muốn muốn là trực tiếp nói chuyện với bác sĩ xem như nào. À, Còn nếu mà có nghĩa nếu là bây giờ xuống là bảo bác sĩ là chờ gặp gặp cô ấy gì. không phải bảo, mà khi nào chị đi thì chị gọi cho em, rồi em sẽ đón, em sẽ đưa đến và sẽ khám, rồi em sẽ trao đổi với bác sĩ xem có cái cách nào không và còn hy vọng hay không. Nếu còn hy vọng thì chúng ta sẽ cố gắng. Còn nếu không còn hy vọng thì thôi, chúng ta sẽ sống chung với nó và sống vui vẻ để hòa nhập với mọi người. Sau đó thì tìm cho em một công việc nào nó thích hợp, rồi em ấy sẽ còn phải vui chơi với bạn bè, tìm hiểu yêu đương rồi lấy vợ bình thường mà. Bao nhiêu người người ta còn tật nguyền, người ta còn mất cả chân cả tay mà người ta vẫn lấy vợ sinh con bình thường mà, chứ có gì đâu. Mình bây giờ nhà cửa thì đã xong rồi, đi làm kiếm đủ để nuôi bản thân, nuôi vợ con thì cũng là bình thường. Mà nhiều cô gái cô yêu mà, cô thương cho cái hoàn cảnh cũng như như con người, người ta quan trọng là cái đạo đức ấy, cái cuộc sống và cái bản chất của con người tử tế thì là người ta vẫn yêu, người ta lấy, chứ không phải vì mất một cái tay một cái chân đâu chị ạ. À, người ta yêu, người ta lấy là lấy cái tâm hồn, lấy cái sự tử tế chị nhá. Thế là mình sẽ trao đổi, đấy là cái việc của cháu Thiên này xong này. Còn cái vấn đề kia thì chị vào chị nói với các bác thợ và bảo bác là bây giờ đấy, các bác đo xem nhà tôi tính cả vệ sinh hết tất cả như thế, là ví dụ 100 mét thì cứ tính thoải mái đi, như ở Hà Nội người ta xây là tính 7 triệu cho đến lúc mà hoàn thiện xong xuôi, thì bây giờ còn thiếu bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cát nữa đấy, bao nhiêu gạch men để mà lát vào nền nhà, rồi cửa kia cái thứ thì chú tính giúp tôi đúng không? Thì Ừ, còn tôi đến tối coi ra. vâng, thì đấy là cái vấn đề thứ hai này. Alo. Đang nói chuyện thì cứ có cuộc điện thoại xen vào ấy. Thế chị định như thế nào, bao giờ thì cho cháu xuống để em còn sắp xếp lịch ấy? Cho cháu xuống thì
Hôm nay không biết âm bao nhiêu rồi cô nhỉ? Hôm nay là âm 19. Vâng. 19, cô, 16 tháng 6. Vâng. Cô ơi, cho cháu tháng tháng đi. Tháng tháng gì? Thế hôm nào trước khi xuống thì chị gọi trước cho em 1 hoặc 2 ngày nhá. Ừ, như vậy trước cho cô 2 3 ngày nhá. Vâng, để em sắp xếp, để em xếp lịch xong rồi em đưa gọi xong ở bến xe nào thì em ra em đón xong em đưa vào khám. Rồi em sẽ nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để trao đổi xem là có cái cách nào mà hy vọng thì mình sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Còn nếu không còn hy vọng mà bác sĩ nói rằng nó xác suất chỉ có mấy phần trăm thôi thì thôi. Cái tiền đấy để dành để mà làm cái vốn để cho em nó sắp xếp một cái công việc gì nó phù hợp, hay là kinh doanh, hay là bán hàng, hay là cái như thế nào đấy. Thì ở trên đấy chắc là cũng sẽ nghĩ ra một cái công việc gì để có thu nhập ổn định, đúng không? Nuôi bản thân, giúp được cho mẹ cái gì thì giúp. Thế rồi giao lưu với bạn với bè, to to cao khỏe mạnh như thế mà. Chứ có phải là còn bao nhiêu người, người ta còn hình thể còn xấu xí, còn tật nguyền, còn đi không đi được, còn ngồi xe lăn ấy. Thế vẫn lấy vợ, vẫn sinh con. Có người cụt hai chân ấy, vẫn đẻ con bình thường. Nha, phải động viên nhau vậy. Thế còn đấy, như em đã trao đổi thì chị vào chị nói bác thợ xây xem là như vậy là đã xong hết chưa. Bây giờ tôi thiếu bao nhiêu cát với xi măng nữa để các bác hoàn thiện cho nó xong hết cái nhà này lên. Đó, cố gắng làm sao mà khánh thành xong xuôi rồi thì là em nó xuống đây đi khám được thì là rất là tốt. Bởi vì người ta bảo là an cư mới lạc nghiệp đấy. Nhà cửa xong xuôi hết rồi thì không còn cái vướng bận gì nữa. Hai mẹ con đi khám thì nó mới tinh thần nó mới thoải mái được, đúng không ạ? Chứ cứ việc này việc kia cứ canh cánh trong lòng. Trong lương tâm tôi, cô thực hiện cho tôi 15 triệu ăn, tôi biết ơn lắm đấy. Nhưng mà tôi không ấy, nhưng mà tôi cũng nghĩ trong đầu. Bây giờ tôi tâm sự với cô nhá. Tôi vẫn đang nghĩ là cô bảo cô cho mẹ con tôi hai chiếc giường đúng không? Vâng. Tôi còn nghĩ trong đầu, tôi bảo lấy của cô nhiều quá, tội chết thì còn nghĩ trong đầu như thế đấy cô ạ. Đấy. Còn nghĩ thế rồi, còn nghĩ còn lên cô nhiều quá, tổng chết đấy. Thì là cô cũng vẫn phải đi làm, đi nụ, thế nọ, thế kiếm được đồng tiền chứ. Phải là, đấy, không phải không đâu, phải nào đâu không nghĩ gì đâu. Không sao, em sẽ mua tặng hai mẹ con hai cái giường. Xong rồi xem còn thiếu cái đồ đạc nào nữa thì hôm em lên em sẽ tặng. Để cho trong nhà nó cũng phải có bộ bàn ghế chứ, có cái nọ cái kia chứ. Đây thì tâm sự với cô là cái đứa cháu nó cũng bảo là mà mợ có lấy giường người ta thải ra xong thì nó xin cho bậc quá, giường nào cũng lấy hết, thế nên có cái nằm là được. Cũng tâm sự với cô thế, trong đầu bảo là nhưng mà xin được giường cũ rồi những nhà người ta thay cái mới ấy, thì cô thế mà là chị bảo là lấy của cô nhiều quá tội chết, cô cũng phải đi làm lam lũ ra đầu óc không tính toán chứ phải là không đâu thế. Thì các cô thương tôi thì các cô giúp tôi thế nào tôi quý thì đấy, tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà nói chung mà chọn cái gì biết gì mấy đâu. Thì cũng phải cho nó hoàn thành, cho nó xong cái nhà đi chứ. Xây sửa cho nó xong hết đi để còn dọn lên mà ở cho nó ổn định cuộc sống đi. Thế còn cái nhà dưới thì chị không vẫn để à? Không đập đi à? Không. Để nó bảo là chúng phải cố gắng 2-3 tiếng chứ như thế mới lúc bé chứ. Và cái sân đằng trước xuống cái nhà đất đi thì là nó mới ra cái nhà. Chứ kiếm để đằng trước cao lên trên nhà nó không đỡ được, nó bỏ thế. Đấy, vẫn phải nên chuyển lên trên này thôi, bao giờ là thêm mấy múc đổ khoảng 2-3 tiếng của ạ. Vâng. Thế nó gạt xuống đấy. Thế gạt xuống đấy thì nó cao quá thì làm sao mình đi vào trong nhà được? Thấp hơn nhà mà. Thế à, thấp hơn à? Ừ, nhà tôi đặt xuống cho cái bếp đấy cô. Đặt xuống cái bếp dỡ đi để làm đợt gà. Ừ, thì đấy. cũng được, để nuôi con gà, con vịt cũng được. Không, trước là tôi nuôi gà, nuôi nha, nuôi chó nhiều lắm. Để kiếm sống đấy. Dạ. Nhưng bây giờ tôi đi lại con đi viện gần năm nay là tôi
Vâng, cũng làm gì còn thời gian mà chăm nó, xong rồi lại còn tốn kém, nuôi nó thì phải có thức ăn cho nó chứ. Đúng rồi, thức ăn, đầu tư. Thế. Cô thương rồi, cảm ơn cô rồi. Chị nói chuyện với bác thợ ấy, xem tình hình như thế nào, các thứ, xong rồi gọi điện cho em nhé. Gọi điện cho cô nhé. Vâng, thì xem tình hình như thế nào, các bác ấy bảo bây giờ cô ấy nói là các bác giúp tôi, các bác cho hết thợ thuyền vào đây để làm cho tôi cho nó thật nhanh lên. Xong rồi cô ấy còn lên Khánh Thành thì cô ấy có quà cô ấy tặng để cho cô còn có tiền, cô còn đi trang trải nợ nần, trả cho hết cát với xi măng. Đấy, xong rồi còn ổn định còn cho cháu đi khám bệnh. Cô cứ trình bày như vậy nhá. Thế. Vâng, thế còn khi nào đi khám bệnh thì dưới này em sẽ giúp đỡ rồi. Em sẽ đưa vào bệnh viện, em sẽ nói chuyện xem tình hình như nào nhá. Cô giúp cháu đi nha, giúp cháu nha. Vâng, còn nếu người ta bảo là bây giờ không có khả năng mổ nữa, mổ cũng thế vừa tốn tiền mà thôi, bây giờ phục hồi chức năng thì em lại sự đưa sang bên phục hồi chức năng. Vâng. Rồi, em trao đổi với chị như vậy. Cần thì chị cứ nháy máy cho em rồi em gọi lại nhá, cho đỡ tốn tiền. Cảm ơn cô nhá. Vâng, rồi em chào chị nhá. Vâng.